Valentina Costa Girando, nữ cung thủ người Colombia, đang gây sốt tại Olympic Tokyo 2020 nhờ gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng mịn. Valentina sinh năm 2000, là thành viên của đội tuyển bắn cung Colombia tham dự Olympic 2020. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng mịn, nữ cung thủ 21 tuổi luôn làm tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi cô ra sân thi đấu. Tại Thế vận hội mùa hè Tokyo, Valentina tranh tài ở nội dung cung 1 giây trong buổi thi đấu xếp hạng sáng nay, ngày 23 tháng 7. Valentina bắn được 627 điểm, đứng vị trí thứ 50/64, ngay sau cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt của Việt Nam, 628 điểm. Trong quá khứ, Valentina từng giành chức vô địch nội dung cung 1 giây tại giải bắn cung trẻ thế giới năm 2019.